Chahami Panemenam Tantin, Singui Pop Santini, Lutiam Bi Dham Mansa, Nanka Chahami Panemenam Tantin, Singui Pop Santini, Lutiam Bi Sang Kansa, Nanka Chahami Panemenam Tantin, Singui Tang Lantini, Ta Tiam Bi Wutang Sa, Nanka Chahami Panemenam Tantin, Singui Pop. Lần thứ ba ta ti âm bị đắm mang sa nâng cái cha mi con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti âm bị sanh căn sa nâng cái cha mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Bụt thăng xá ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thầm măng xá ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sẵn khăng xá ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dàm bi. Bụt thăng xá ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dham bi tham mang sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti dham bi sang khang sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti dham bi bút thăng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dham bi tham mang sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dham bi sang khang sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì sa ra nắp ca hát năng nê thị tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Manatibhata Vedamani Sikha Pudang Samadhyami. Còn xem qua những điều học là quy chánh xa sư sát sanh Adinadana Vedamani Sikha Pudang Samadhyami. Còn xem qua những điều học là quy chánh xa sư trộm cắp Ca mê su mi cha cha ra Vê ra ma ni si kha vô năng sa ma ya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da Vê ra ma ni si kha vô năng sa ma ya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối Sura me ra yama chapa ma da tha na Vê ra ma ni si kha vô năng sa ma ya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa si dễ uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta Quê ra ma ni sích kha ba đằng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. A di na đa na Quê ra ma ni sích kha ba đằng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca me su mi cha cha ra Vê ra ma ni sích kha ba đằng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da
Vệ ra ma ni xích khà ba đằng sa ma di dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya mách chấp ba ma đa tha na. Vệ ra ma ni xích khà ba đằng sa ma di dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ni ma ni ban cha se ka ba da ni sa du kang ka tu ang ba ma de na ni cha ka lam sam ra ki ta bang chư Phật tử sau khi tọa trì tâm quy cùng giới nơi tâm bảo rồi phải ra môn dự hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Chỉ lệ na su ca tin doan ti chỉ lệ na phu ca sam ba đài chỉ lệ na ni phu tin doan ti ta sma si lăng vị so tha ye các chúng sanh được sanh về với trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con xin tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang ghe na quan đề hằng bà đa bằng sùng và rút ta mang bút thề dô khá lý tô đô sô bút thô khá mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng tham mạnh cha du vít hằng qua rằng tham mê vô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha du vít thô ta mang sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo ạ. Phật sắp phẩm hung ga lăng ga khăn tu sắp đề qua ta sắp phẩm bồ đề hai nô pa quê na sa đa so thi phật văn tu te Phật sắp phẩm hung ga lăng ga khăn tu sắp đề qua ta sắp tham ma nô pa quê na sa đa so thi phật văn tu te Phật sắp phẩm mangalang rakhan tu sap devata sampasang kai nu pa we na sada so thi pawan tu ten tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Nhờ nhờ hỏi đức của chư Phật, nhờ nhờ hỏi đức của giáo pháp, nhờ nhờ hỏi đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Sua thắng lạc thù tu vị tổ cư rù nô ôm Bùn tà xà sà nê a rô vô su vị tổ hô y sa ha sà bê Nhà tí phi sà an thà lạc thà su vị tà vô rù nà ha Bùn tà xà sà nê a rô gà Su vị tà hô y sa ha sà bê Nhà tí phi tè an thà lạc thà su vị tà vô rù nà ha Bùn tà xà sà nê a rô gà su vị tà hô tà xà ha sà bê Ê nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín
Khỏi bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại dáng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Răng kinh chi cu sa la cam mang ca ta bằng ki ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ca tang ye sa ta sanh ni no a thi ye cha sa ta a sanh ni no ca tang bun ya pha lang mai hang sap be pha ri pha quan tu te Ye tăng ca tăng su quy đi tăng din năng buồn nhã pha lăng ma già Ye cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đã dùng sắp bê lô cam hi ye sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp Bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, có người làm phước được rày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ con kính lễ sư Pháp Thanh ạ. Y đăng nô nhà tì năng hồ tu su khi tà hồ tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con. Cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đăng quá ta nô bùn nhàng à sa quắc khá dạ. Quá hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều phiền não ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và ngũ giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì cho mỗi người trong lớp học, chư thiên ở ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên ở tịnh thất thiện hữu, chư thiên trong ngôi nhà các Phật tử trong lớp học, chư thiên trên mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên ở trên hư không. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài hộ trì cho chánh pháp được tồn tại bền lâu. Dạ, nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy ngũ giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ, đến giờ này con kính giao mic đến cho chị Nhật Huỳnh để chị tiếp tục chương trình. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn chị Kim Nhật. Dạ, cảm ơn Như Hoa, cảm ơn chị Mát Ta cho Nhật Huỳnh được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Thiện Vũ Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đức
Thượng tọa Pháp Thanh, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhục Bình cô tu nữ. Nhục Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng và sa thú sát lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhục Bình thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Và con tri ân thượng tọa Pháp Thanh cho con biết được bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn học chùa Phước Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được thượng tọa Pháp Thanh giảng giải bài hôm nay. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bo a ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bo a ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bo a ta ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vật ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn trước khi con thỉnh tọa Pháp Thanh lên giảng giải bài học ngày hôm nay ạ. Bài học ngày hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 tương ưng chư thiên. Phẩm Sáu La Mã Phẩm Già bài 9 người bạn. Người bạn, cái gì làm người bạn? Cái gì giáo hóa người? Cái gì người ái lạc giải thoát mọi khổ đau? Thế Tôn, tính thành làm bạn người, trí tuệ giáo hóa người, người ái lạc niết bàn giải thoát mọi khổ đau. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bằng phần chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Như Quang đã cho bài học. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư. Dạ, sa thủ lành tha Nhục Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chào đạo tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, thì kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sam ma sam bo ta sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sam ma sam bo ta sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sam ma sam bo ta sa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bạc gãy bánh xe sanh tử luân hồi,
xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tăng Bảo, kính cầu mong chư tôn đức có thể căn ngăn kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc cái phần chánh kinh, và cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài lên. Thì trong cái đoạn này đó, cái chánh văn nó rất là cô động. Ở đây là người bạn, thì người bạn là tính thành, nhưng mà ở trong cái đoạn trước đó, thì Đức Phật nói là bạn là mẹ. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta hiểu rằng cái lời giải đáp của Đức Phật đó, nó tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái ngữ cảnh. Thì cái người bạn mà thân thiết, thân cận với chúng ta, cái người mà sơ cơ, cái người phàm nhân sơ cơ mà chưa biết một cái gì hết, thì phải có cái khởi lên cái chánh tính. Cái người này mà muốn tìm hiểu, rồi phải đi tìm đến những cái bậc hiền trí, rồi có sự chú tâm lắng nghe, lắng nghe rồi ghi nhận, ghi nhớ những điều mình nghe. Sau khi nghe rồi đó, phải có cái sự suy tư, suy tư so sánh, so sánh cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào là đúng, cái nào là không đúng, cái nào là pháp, cái nào là không phải là pháp. Thì khi mà so sánh như vậy rồi đó, bắt đầu người này mới có khởi lên cái chánh tính, một cái niềm tin chân chánh. Chính vì cái có cái niềm tin chân chánh này, thì bắt đầu sao nó mới thành lập, cái chánh tính nó có cái nhiệm vụ là gì? Thành lập, loại trừ tất cả những cái gì sai trái trước đây mình không hiểu biết, mình tin sai lầm, đó. Thì cái chánh tính là nó có cái công năng là nó thành lập tất cả, diệt trừ tất cả những cái tà tính. Mà một mình á, một mình cái tính không thì nó không có đủ sức để mà làm cái việc đó. Thành ra là cái gì, cái phải có trí tuệ. Cái trí tuệ này nó phải hiểu biết, chính nhờ có trí tuệ, có sự suy tư, có sự xem xét, có sự phân biệt, giữa cái nào là chánh chân, cái nào là phi chân, cái nào là chánh pháp, cái nào là phi pháp. Đó. Thì như vậy đó, cái sự hiểu biết mình mới có được cái sự tiến bộ. Rồi á, một mình cái tính không, nó cũng không có thể có cái khả năng để mà loại trừ tất cả những cái phi pháp, mà phải có trí tuệ. Chính nhờ có trí tuệ nó làm mạnh mẽ,
cái sự thanh lọc tất cả những cái ô nhiễm phiền não, những cái tà tính, để lần hồi chúng ta có được những cái hiểu biết một cách rõ ràng, đúng đắn. Thành ra cái trí tuệ đó là nó có sự chuyển hóa, chuyển hóa cái hiểu biết. Hồi xưa đó mình cái người mà mê lầm, đụng đâu tin đó, chẳng phân chánh tà. Thì khi mà cái trí tuệ nó nhen nhóm lên, nó sáng lên, thì sao? Thì chúng ta bắt đầu thấy và biết rõ, phân biệt được cái đối tượng, biết cái nào mình đáng tin, cái nào mình đáng thực hành, cái nào mình đáng noi theo, để mà mình loại trừ đi những cái tà tính, những cái niềm tin sai lầm, rồi cái nào mình nên thực hành, và cái con đường nào là mình cố gắng nỗ lực, mình thực hành, cố gắng đi trên cái con đường đó, thực hành các cái bổn phận, thực hành các cái nhiệm vụ, các cái điều kiện để dẫn tới những cái pháp nó cao đẹp hơn. Từ đó chuyển hóa từ cái người mê lầm trở thành cái người mà có trí tuệ, có hiểu biết. Rồi từng bước từ cái phàm nhân trở thành cái người phàm nhân có giới, có trí. Rồi nếu mà sự nỗ lực cố gắng mà mạnh mẽ, tạo trữ đầy đủ các cái pháp độ, thực hành đầy đủ các cái công việc, các cái bổn phận, các cái nhiệm vụ của một cái người có sự nỗ lực tu tập hướng trên cái con đường giới định tuệ, thì sao? Thì khi mà chúng ta thực hành đầy đủ rồi đó, thì sẽ chuyển hóa từ phàm nhân trở thành thánh nhân, trở thành những bậc thánh hữu học. Thành ra đó, cái muốn mà có cái sự hiểu biết, có sự chuyển hóa, thì nhờ cái công năng của trí tuệ, chính nhờ có cái trí tuệ này nè, thành ra trong kinh ấy, mới nói là cái gươm trí tuệ, cái gươm trí tuệ có cái hiệu năng để mà sát trừ tất cả những cái phiền não, chặt đứt những cái dây trói buộc, những cái thằng thúc, những cái triền phược, từ thấp tới cao, rồi á mới có cái công năng mà đào bứng tận gốc rễ của mê lầm, si mê hay là vô minh. Cho nên á là nếu mà cái sự tu tập, cái niềm tin mà nó không có trí tuệ đó, thì sao? Thì nó sẽ không có được những cái thành tựu tốt đẹp. Cho nên là để đối trị được với cái vô minh hay là si mê, thì chỉ có là cái phải phát triển được cái trí tuệ. Giống như muốn ngôi nhà mà muốn có cái sáng để mà mình thấy rõ cảnh vật ở trong ngôi nhà đó, thì sao? Thì phải có một cái đèn, bắt buộc phải có cái đèn nhỏ, nó là cái nến hay là cái bất cứ là cái đốm lửa chẳng hạn, cũng có cái công năng để mà bắt đầu là ánh sáng nó bừng lên ở trong cái chỗ đó. Rồi nếu mà chúng ta biết, chúng ta dung bồi cái đống lửa lớn lên, cái đèn to hơn, cái nến to hơn, thì cái nguồn sáng nó sẽ phát sáng mạnh hơn, xa hơn,
À, lúc đó thì cái ánh sáng nó sẽ tỏa sáng là mạnh mẽ trong ngôi nhà. À, đó, thành ra đó là chỉ có chúng ta phải phát triển cái trí tuệ để mà mới có cái hiệu quả mà đưa đến những cái sự chuyển hóa nhờ sự giáo hóa con người của chúng ta, để từ những người phạm nhân trở thành bậc thánh nhân. Người ái lạc niết bàn, giải thoát mọi khổ đau, thì cái người mà khi mà chúng ta có sự hiểu biết rồi đó, chúng ta chán ngán đối với cái thế gian này, đối với ngũ trần, chán ngán đối với tài tình danh lợi, chán ngán đối với những cái lạc thú của thế gian, thì lúc đó đó cái người này mong mỏi cái an lạc, cái an lạc của gì, của niết bàn, cái an lạc của niết bàn, để giải thoát mọi khổ đau nha. Nhưng mà đó cái mà mong cầu cái an lạc của niết bàn này á, lúc đầu á nhờ cái này nó thúc đẩy mà chúng ta có cái sự nỗ lực tu tập nha. Lúc đầu á là mình chán ngán, mình ghê sợ cái khổ đau của thế gian, mình mong muốn được cái an lạc của niết bàn. Nhưng mà đó muốn đạt được niết bàn á, cái mong muốn này cũng phải từ bỏ nha. Cho nên đó là Đức Phật nói sao, chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là tà pháp nè, hay là hoặc là Đức Phật dạy chư thì không sao, này chư thì không cái sự xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, để mục đích của nó là vô thủ trước niết bàn. Cho nên mà chúng ta mà còn mong cầu niết bàn á thì cũng còn dính mắc, dính mắc cái sự giải thoát cũng là dính mắc. Cho nên á, đến một lúc nào đó cái mong muốn để đạt đến cái niết bàn mình cũng phải bỏ, chứ không phải là khi mà còn mong cầu là còn phiền não. Thành ra đó ví như cái người mà hồi chưa có biết đó, thì giác một cái bào đá, một cái bào đá, bào đất 50 kg, 70 kg gì đó, nhưng mà cái người này đã thấy khi mà nhận thức biết là cái đất, cái đá này nó không có giá trị, cái người này liền bỏ đi. Rồi gặp được cái đống mà ngọc ngà vàng bạc gì đó, thì cái ngọc ngà châu báu vàng bạc này là cái giá trị nó cao hơn. Rồi cái người này là hút cái bào vàng bạc đất đá rồi, vàng bạc ngọc ngà châu báu rồi vác lên, không thì đồng ý là cái giá trị thì cái châu báu vàng bạc thì nó quý hơn rồi. Nhưng mà đó thì sao, mình vác cái 50-70 kg thì nó cũng nặng y như cái bao đất bao đá. Cho nên đó, khi mà biết hồi đó đó mình vác cái bao đất bao đá 50-70 kg, mình than gian trời ơi
sao mà nặng quá, khổ quá. Và đến lúc mình đổi, mà không giác bao đất, bao đá, mình đổi mình giác cái bao vàng bạc, châu báu, cũng 50-70 ký. Tại sao? Thì nó cũng khổ. Cho đến khi nào mà mình hiểu biết được á, mình quăng bỏ luôn, đất đá cũng quăng bỏ, mà vàng bạc châu báu mình cũng quăng bỏ luôn, thì lúc đó thì chúng ta mới nhẹ nhàng, mới thoát khỏi cái sự nặng nề khổ đau của cái vật chất ở thế gian. Cho nên á, là khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó thì sao? Chúng ta mới giải thoát. Mà chỉ có cái trí tuệ, chỉ có cái trí tuệ mình thấy được, hiểu được, để mình mới bỏ, mới quăng bỏ. Lúc đầu á là mình phải có cái hiểu biết, mình so sánh cái vật nó có giá trị hay là không có giá trị, để mình quăng bỏ cái bao đất bao đá, rồi mình lấy cái bao mà vàng bạc châu báu. Nhưng mà đến một lúc á, mình hiểu biết rồi, cái này nó không có, nó chỉ có lợi ích cái vật chất ở thế gian thôi, mà mình đi tầm tàu, mình đi tìm kiếm cái vàng bạc châu báu thì nó cũng khổ. Rồi mình dính mắt, mình phải ôm đồm, mình gìn giữ nó, mình sợ mất cái này cái khác thì nó cũng khổ. Đó, cho nên nó mình biết mình cũng từ bỏ, xả bỏ, thì như vậy á thì mình sẽ giải thoát an nhàn thế thôi. Khi mà mình có một chút tài sản thì mình lo sợ một chút, mà mình có nhiều tài sản thì mình lo sợ nhiều, mình có một người thân bằng quyến thuộc thì mình sợ ít chút, mà mình có nhiều thân bằng quyến thuộc thì mình sợ nhiều. Mình có một đứa con thì mình có một cái nỗi lo, mà mình có 5-7 đứa con thì 5-7 cái nỗi lo. Đó, thành ra khi ở thế gian thì nói mấy người mà không có con là vô phước, nhưng mà chính những người đó họ mới là ít có cái nỗi lo, họ có phước đó, nhưng mà họ không biết. Bây giờ á, mình không có con, mình khỏe ra không chịu, đi kiếm, đi tìm, nhận con nuôi, còn kia nọ về để mình có bổn phận, mình phải lo lắng này kia nọ cho nó vui, cứ nghĩ là kiếm con nuôi rồi kia nọ để sau này để nhờ vả, nhưng mà chưa chắc, thấy không? Con ruột có lúc mà nó còn chưa có phụng dưỡng, nó chưa lo cho mình, mà con nuôi thì làm sao? Cho nên á là chúng ta phải hiểu như vậy. Ra Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ, là mình phải giải thoát. Mình đây chúng ta thấy rằng cái gì, cái khổ đau này nè, không phải của riêng ai hết. Đâu phải chỉ những người mà theo Phật không mới khổ, mà cái khổ này đó là của tất cả chúng sanh ở trong thế gian này, không có riêng ai hết. Quý vị nhìn thấy đó, những người khác, những người ngoại đạo, Bà La Môn, Thiên Chúa, Hồi Giáo rồi gì đó, tất cả hả mang cái thân ngũ quẩn này là có khổ. Cái vô minh không phải là chỉ có những người trong Phật giáo, mà cái vô minh si mê lầm lạc này là của tất cả các ngu nhân, các phàm nhân. Rồi cái
cái hiểu biết, cái trí tuệ mà để chuyển hóa này đó, không phải chỉ riêng những người trong trong Phật giáo không, mà tất cả mọi người khác, những người theo tôn giáo là không cần biết, nhưng mà khi mà có sự hiểu biết, phân biệt được khổ, và phân biệt được cái phương pháp để mà đạt đến cái chấm dứt những khổ đau, thì cái người đó sao là giác ngộ, là hiểu biết, mà buông bỏ được là giải thoát. Còn khi mà chúng ta còn dính mắc, còn chấp thủ thì còn khổ đau. Thành ra đó, cái tâm phiền não đó, cái tâm phiền não á, là ai cũng như ai, da trắng, da đen, da vàng gì đó, khi mà sân lên thì cũng giống nhau. Mà da trắng, da đen, da vàng gì cũng cần biết, khi mà có trí tuệ, có sự hiểu biết, thì cái phát sanh lên cái sự hiểu biết đó, nó cũng giống nhau. Chứ không phải là cái người mà chỉ có trong Phật giáo mà. Đó, cho nên á, khi mà chúng ta còn ở trong cái sự dính mắc, trong cái chế định của tục đế, còn sự so sánh thế này thế khác, còn chấp thủ cái này cái khác, còn mong cầu, còn tìm kiếm niết bàn, thì chúng ta còn khổ đau, còn dính mắc. Chừng nào mà chúng ta hoàn toàn buông bỏ hết tất cả, dập đứt tất cả các cái phiền não từ hạ phần kiết sử cho đến thượng phần kiết sử, thì lúc đó đó mới gọi là hoàn toàn chấm dứt khổ đau. Nhưng mà cái phàm nhân của chúng ta đó, thì chúng ta thường xuyên sống với những cái người bạn mình không có biết được nó là cái người xấu, người ác, nhưng mà tại vì hồi đó giờ mình gần gũi nó rồi, mình cứ tưởng nó là cái người bạn, mình chấp thủ, mình dính mắc với nó, mình còn bảo vệ cho nó nữa chứ. Đến khi mà mình hiểu biết, mình thức tỉnh rồi, thì lúc đó đó mình biết trời ơi, té ra hồi đó giờ mình làm bạn với kẻ xấu mình không biết, thì lúc đó đó mình mới sợ hãi, từ từ mình tìm cách mình vượt thoát. Một đứa bé mà nó vô tình nó sống ở trong cái nhóm của trộm cướp, tại vì hồi từ hồi nhỏ nó được cái bọn trộm cướp này đem về nuôi dưỡng rồi, phải không? Thành ra nó lớn lên ở trong cái môi trường đó, mọi người giống nhau những cái người mà nó sống chung á toàn là kẻ ác xấu, mà thành ra nó cũng là ác xấu. Đến chừng có dịp nào đó mà nó tìm hiểu, nó thấy những người khác người ta không có làm những công việc đó, người ta đổ mồ hôi công sức ra, người ta làm nông, người ta làm buôn nghề buôn bán các cái nghiệp nghệ khác để nuôi sống, chứ người ta không có phải là đi làm những cái nghề mà đầu trộm đua cướp đó. Thì bắt đầu á, nếu mà nó có trí tuệ, nó có sự so sánh, tại sao những cái người này á, người ta phải đổ công sức cày sâu cuốc bẩm để trồng trọt, để sinh sống, rồi những người này thì làm nghề người thợ mộc, người thợ hồ, người thợ thợ
thợ rèn, thợ rồi đủ thứ, nên ta bỏ công sức ra để người ta ta tạo dựng cái của cải để người ta sống. Còn những người này là cứ rình rập để chiếm đoạt, để cướp đoạt những cái tài sản của người khác đó. Thì từ nếu mà có cái trí tuệ thì từ từ nó sẽ xa lánh với cái bọn mà trộm cướp bấy lâu nay, mà nó tưởng nó là người thân để lần hồi để thoát ra cái nhóm mà trộm cướp này đó. Thì chúng ta cũng vậy, bấy lâu nay mình đánh đôi đánh bạn với phiền não tham sân si, mình coi nó là bạn. Khi mà mình được người khác nhắc nhở, mình còn bảo vệ nó. Không có. Ai cũng vậy mà, đâu phải riêng mình tôi, không? Đó. Rồi đến một lúc nào đó mình có trí tuệ, có hiểu biết, có nhận thức, lúc đó mình mới chuyển hóa, mình được giáo hóa về cái gì là thiện lành, tốt đẹp, cái gì là những cái xấu xa, những cái ác pháp. Thì từ đó mình mới bắt đầu lần hồi mình tránh xa. Đó rồi sao? Mới bắt đầu mình phân biệt được. Rồi mình lăn xăng, mình đi tìm. Nhưng mà điều cái rồi sao? Rồi sao? Mình thấy bây giờ mình muốn giải thoát thì mình phải buông bỏ hết tất cả. Bởi các lần ngày thiền sư ngày nhắc đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư, con cùng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Vâng, Bích Thai giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ cảm ơn. Dạ rồi. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết cái buông bỏ tất cả, không còn dính mắc bất cứ một cái điều gì thì chúng ta sẽ giải thoát. Còn chúng ta còn mong cầu là được cái an lạc của Niết Bàn, đi tìm tòi, đi tìm kiếm Niết Bàn, là chúng ta cũng còn khổ ra. Cái Niết Bàn ở đây nhớ là nó không phải là cõi ở đâu hết, mà Niết Bàn là cái trạng thái hoàn toàn vắng lặng, không có sự hiện diện của phiền não. Đó. Còn nếu mà chúng ta còn mong cầu, còn tìm kiếm, còn mong muốn để được Niết Bàn, thì lúc đó là chúng ta cũng chưa có hoàn toàn giải thoát. Cho nên là có nhiều khi mình có cái trạng thái Niết Bàn mình cũng biết. Đó, mình nhận thức rồi mình cứ chạy đi tìm. Hành thiền,
hành thiền thế này thế khác để có cái lạc phát sanh. À, mình cứ lầm tưởng cái lạc đó là niết bàn, chứ sự thật ra đó cái lạc nó là một cái trạng thái của các cái chi thiền mà thôi. Rồi sao, nó cũng sanh diệt, nó cũng thay đổi. À, đó, thành ra cái niết bàn ở trong phàm nhân chúng ta đó giống như cái ánh sáng vậy đó, nó lé chút xíu rồi tắt. À, nó lé chút xíu rồi tắt. À, thành ra đó chỉ có bậc thánh nhân A La Hán thì sao, cái trạng thái an lạc niết bàn nó luôn luôn hiện hữu kéo dài. Tại vì sao? Vì tất cả các phiền não đã hoàn toàn chấm dứt, à, không còn tái sanh trở lại nữa. À, cho nên là cái trạng thái của các ngài á, cái an lạc niết bàn của các ngài nó mạnh mẽ, nó thường xuyên hơn. À, còn á, mình còn phàm nhân, à, giống như cái đèn vậy. À, quý vị thấy mà người ta trang trí những cái đèn chớp tắt, à, thì cái niết bàn, cái an lạc của mình ấy, nó cũng giống vậy đó. Nó mới vừa lé lên sáng cái là cái bị phiền não dù dập nó tắt. À, nó tắt cái lâu lâu cái nó lé lên chút rồi cái nó tắt. À, thành ra bây giờ mình phải ráng, à, mình ráng, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập. À, mình từ bỏ chặn đứng, à, không có để phiền não nó hiện khởi. À, rồi lần hồi mình làm cho nó suy giảm, và mình đào bứng tận gốc rễ. À, thì cái niết bàn nó sẽ hiện khởi, nó hiện hữu. À, đó. Chứ còn mà nếu mà chúng ta không có hiểu biết, à, chúng ta không có nhận thức, à, thì chúng ta cứ mãi đi tìm. À, cái người mà người ta biết đó, à, thì người ta nhìn ra đã nhận thức ra là viên ngọc. Còn cái người không biết, à, cái người mà hồi đó giờ chưa từng biết cái viên ngọc ra sao, thì khi mà cái người này mà nhặt được cái viên ngọc đó, họ nói, à, cái này cũng là đá, nhưng mà cục đá này nó hơi đẹp hơn mấy cục đá kia một chút vậy thôi. À, chỉ có cái người thợ ngọc, à, thì họ mới biết cái đó là ngọc. À, hay là hoặc là cái người mà hồi đó giờ chưa có biết cái vàng nó ra sao, à, khi mà nhận cái cục vàng đó, thì họ nói sao, ồ, cái cục này cũng là cục đá. Cục đá này sao nó có cái màu sắc nó hơi đẹp, à, nó đẹp hơn cái cục đá kia. À, chừng nào mà cái người mà thợ vàng, à, họ nhìn đó, họ thấy, họ biết, họ mới nhận thức nó là vàng, thấy không? Đó, thành ra đó, phàm nhân chúng ta có nhiều khi chúng ta nhặt được viên ngọc, nhặt được cái cục vàng mà mình không biết. À, rồi mình cầm trong tay mình đi tìm, à, mình đi tìm ngọc, tìm vàng, à, chứ cho đến khi nào mà gặp được cái người mà thợ ngọc, cái người thợ vàng thì người ta mới chỉ cho mình, mày nắm ở trong tay cái viên ngọc đó, mày đang nắm trong tay là cái cục vàng đó, mà chạy lăng xăng đó, đi tìm ở đâu đó. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết, à, lúc nào mà trong nội tâm của chúng ta có đầy đủ sự sáng suốt, nhận thức rõ ràng, à, trong các cái đối tượng đó qua cái tính chất chân đế, à, không còn phiền não mà hiện diện trong nội tâm, à, thì lúc đó là chúng ta được giải thoát. À, lúc đó chúng ta có an lạc, có niết bàn. À, chứ đừng có lăng xăng mà mong cầu
không phải ngồi thiền mới có niết bàn, không phải là cắm đầu cắm cổ tụng kinh hết bài này qua ngoài bài khác để tìm niết bàn. À, đó, niết bàn là chấm dứt, vắng lặng hoàn toàn tất cả những cái ô nhiễm phiền não. À, không còn mong muốn, không còn mong cầu bất cứ một cái điều gì nữa. Đó. Thành ra trong cái câu thứ 9 này, người bạn thì quý vị nhớ, à, người bạn Đức Phật dạy là gì? Là cái chánh tính, à, phải làm với cái niềm tin chân chánh, à, với trí tuệ. Đó. À, thì như trong cái phần trước đó là sẽ có giải thích với quý vị đó. Bây giờ là hồi đó giờ mình biết mình sống chung với những cái người bạn xấu. Ừ. Bây giờ mình phải có cái niềm tin chân chánh nè, phải có trí tuệ nè. Như sao? À, mình phải chuyển đổi, mình tránh xa, diệt trừ tất cả những cái phiền não. Phiền não ở đây là gì? Là 12 cái tâm bất thiện. À, rồi mình làm bạn với gì? Làm bạn với 8 cái tâm đại thiện. À, đó. Với hiểu biết, với trí tuệ, à, để chúng ta có được sự an ổn. À, chúng ta không tạo điều kiện, à, để cho những cái phiền não mà nó có điều kiện, à, nó có cơ hội để mà sanh khởi trong tâm của chúng ta. Và sao? À, chúng ta khi nào chúng ta hiểu biết là khi một cái nội tâm an tịnh vắng lặng, à, hiểu biết rõ ràng sáng suốt, à, tỉnh giác, à, nhận thức đối tượng đúng cái thực tánh thực tướng của nó, à, hoàn toàn vắng lặng phiền não, à, thì lúc đó là niết bàn. À, chứ mình đừng có lăng xăng, mình lấy phương pháp này, mình lấy phương pháp khác, à, cách này cách khác để mà mình đạt tới niết bàn. À, à, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này thì cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang và kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử, à, có thêm được những cái hiểu biết, à, trí tuệ để chúng ta, à, đạt đến, à, sự an vui giải thoát, à, chấm dứt mọi khổ đau của đời sống, à, chấm dứt, à, sanh tử luân hồi. Thì, à, cũng xin cầu mong tất cả quý vị, à, có nhiều sức khỏe, có niềm tin, à, có trí tuệ để mà, à, tu tập, à, tạo được nhiều thiện sự ngay trong đời sống hiện tại và đạt sự, à, an vui niết bàn, à, hoặc là lâu lâu mình có nếm được một chút, à, hương vị, à, giáo pháp. À, cầu mong tất cả, à, chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng, à, thảo luận chia sẻ, à, và về cái đề tài bài học ngày hôm nay. À, với phước báo này kính cầu mong, à, thân bằng quyến thuộc cũng như cầu mong chư thiên, à, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thủ lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn hậu chùa Phước Quang, Xích Thiện Vũ, Xích Hồng Mai cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, dùng tạm tịch nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang vô Quang Lâm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ phục hành.
Nhục Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, sau bài pháp của sư, Nhục Bình kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay của mình lên để có gì thắc mắc chia sẻ trong cái bài giảng của sư. Thì kính mong đạo tràng hoan hỷ đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên trong khi sư dùng nước. Dạ, mời quý vị chuẩn bị tinh thần và đưa bàn tay hoặc là chết chát lên Nhật Quỳnh đọc cũng được, nhưng mà Nhật Quỳnh quý vị đưa bàn tay hay hơn. Dạ, dạ cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, dạ sử dụng nước, sư nghe còn nói một câu nha sư. Lúc nãy con nghe sư giảng, nghe đâu tin đó không thông chánh tà. Trời ơi, con nhớ chuyện hồi xưa của con ghê luôn á bạch sư. Dạ, con nói cái câu chuyện này hoài ở trong đầu tràng, nói nó mất chai luôn rồi. Dạ, không biết bao nhiêu lần rồi. Nghe đâu tin đó không thông chánh tà. Dạ, con nghe trong khi chưa có câu hỏi, con nghĩ lại, con lúc con nghe sư giảng mà con cứ tự mắc cười mình. Trời ơi, ai biểu đi chùa Ba Đen cũng đi, ai biểu đi chùa Châu Đốc cũng đi, ai biểu đi tới đâu để cầu xin cũng đi. Đúng là nhà đâu theo đó không tin chánh tà, rõ ràng biểu làm việc làm hết á. Dạ, ham lợi quá. Dạ, đi ăn có được này có được cái kia. Dạ, con xin phép sư nha, trong khi chưa có câu hỏi con xin chia sẻ chút. Còn nhớ năm đó chị có người ở hàng xóm con, nó nói chị ba chị mùng 10 này chị có mua thịt quay cúng mà ông thần tài ông không chị ba? Nói không, đâu biết thịt quay gì đâu, nào giờ đâu biết cúng gì đâu. Cái nói trời ơi, chị đi, chị ra chị mua miếng thịt quay đi, chị về chị cúng mà trời ơi mình làm ăn được lắm. Rồi vậy cũng đi chạy ra mua miếng thịt quay bạch sư, mua quay về cúng ông thần tài. Làm ăn được đâu, không thấy có cái nhà không bay luôn cái nhà bác sư. Nên vợ con nghe sư giảng nghe đâu sau đó không tin chánh ta là con cứ tự mắc cười mình thôi. Dạ, nắm mơ với thai giá Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Nhật Quỳnh cầm mít nãy giờ gợi ý để mong quý vị đưa bàn tay lên. Kim Nhung cứu Nhật Quỳnh coi, Kim Nhung đâu rồi? Bữa nay Kim Nhung giỏi quá, lễ bái tầm bảo hay quá nè, đưa bàn tay lên đi. Alo, alo, Kim Nhung. Rồi, mời Kim Nhung nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, chị Nhật Quỳnh ơi, chị được ăn một bữa thịt quay rồi còn gì nữa. Vậy là được ăn, mình được ăn. Dạ thưa sư, con nhớ là trong một cái bài kinh mà khi ngài Ananda có hỏi Đức Phật về người bạn thì Đức Phật có nói bạn là tất cả trên con đường tu tập. Nhưng lại con cũng có đọc cái bài thả như tê giác một mình ra đi, thì hai cái điều này nó có mâu thuẫn không ạ? Dạ, mọi con cũng hiểu mọi cái mình đi một mình, không con, không bạn đồng hành, không ái tình, không nhà, không cửa thì rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà trên cái con đường tu tập của mình thì nó rất là khó khăn. Thì nếu mà mình không có bạn thì lấy ai là người chia sẻ? Rồi có những lúc mình vấp té, rồi có những lúc mình hiểu sai. Thì nếu mà không có bạn thì mình sẽ rất là chơi vơi, rồi có khi mình đi theo tà luôn, đi theo ngoại đạo luôn. Hay là mình chỉ đi một mình khi mà đã gần tới nơi rồi, nếu mà những người bạn xung quanh mình là mình vướng bận thì lúc đó mình chỉ đi một mình, tức là lúc mình gần tới nơi rồi thì mình nên đi một mình. Dạ con chưa hiểu cái phần này, tại vì con cũng thấy là trong cái bài tê giác thả như tê giác một mình ra đi thì lại cũng có nói là nếu gặp bạn trí tri cao kiến hãy đẹp lòng trí nguyện cộng sinh, vượt bao hiểm họa đành hành, thà như tê giác một mình ra đi. Mình đã gặp cái người bạn chí tri rồi, rồi mình cũng bỏ, mình cũng đi một mình, thì như vậy có phải là lúc này mình đã gần gần tới đích rồi phải không ạ thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con xin xuống mic ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái danh từ cái bạn, bạn là những cái người mà ở xung quanh chúng ta. Mình sống không thể nào mà nếu mà mình chưa có đủ sức mạnh á, thì sao mình phải nương nhờ với người khác. Quý vị thấy nếu mà có một cái cây đứng chơ vơ thì đâu phải là rừng, không? Rừng này phải nó có nhiều cây, đó thì nó mới là rừng. Có nhiều người cộng trú với nhau trong một cái ngôi nhà nó mới là gia đình. Rồi một quần thể nhiều cái ngôi nhà đó thì nó thành một cái xóm ấp. Nhưng mà đó, có những lúc mình phải, sư cũng nói với quý vị hoài á, có những lúc mình phải nương nhờ, nhưng mà có những lúc mà mình phải tự lực một mình. Cái bài kinh Tề Giác nó là chỉ cho những cái lời cảm thán của các vị Phật độc giác, khi mà các ngài từ bỏ tài sản quyến thuộc vợ con để đi vô trong các cái khu rừng, những cái hang động, đi vô những cái hang núi ở trong vùng tuyết lãnh để tu tập. Và sau khi mà chứng đắc cái đạo quả độc giác rồi đó, các ngài đọc lên những cái bài cảm thán đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, hồi đó thường thường ngài hòa thượng Pháp Lạc ngài nói đó, ba kỳ chính chân. Sẵn đây vậy sư giải thích cho quý vị nghe tại sao mà ba kỳ mà chính chân. Là hồi mình còn nhỏ đó, đúng không? Lúc mình còn nhỏ thì sao, mình bò bằng hai tay với hai chân, đúng không? Đó chứ lúc đó mình chưa có cái cơ thể mình, cái xương đồ này kia nọ nó chưa có phát triển đầy đủ, mình đâu có đứng vững, cho nên phải bò trường bằng hai tay hai chân. Rồi đến một lúc nào đó đó, cái mình đủ sức rồi, mình dịnh đồ, mình lần mình đi bằng hai chân. Mình đi bằng hai chân nó vững vàng, cân đối rồi khỏe rồi, bắt đầu mình chạy nhảy bằng hai chân thôi, thấy không? Rồi đến khi mà mình già yếu, tay run chân yếu, thì giờ sao, phải nhờ có cái cây gậy, cây gậy đó, thì cái giờ già phải đi bằng gì, đi bằng ba chân. Hồi đó đó, hồi còn nhỏ bốn chân, rồi tới lớn lên là hai chân, là sáu, rồi tới chừng mà già đó thì ba chân. Thành ra đó, cái thời kỳ mà còn trẻ là bốn, mà thời kỳ trung niên tráng kiện thì có hai, nhưng mà tới kỳ mà già lão rồi tới ba, ba kỳ mà chín chân. Thì cũng vậy, người bạn ở đây là những cái người mà có những lúc mình phải cần có bạn để mà nương tựa. Đó, cái thời kỳ mà sư bị tai nạn, sư bị té đó, sao nằm bó bột mấy tháng trời rồi, xong rồi bắt đầu mà tháo bột ra rồi sao, không phải đi bằng hai cái nạn. Trời đất ơi, nó khổ sở dữ lắm chứ, không? Nhưng mà sao, mình phải ráng, mình nỗ lực, mình tập.
lúc đó mình nằm một chỗ mình phải nương nhờ, phải nhờ người khác ta giúp đỡ. À, cái hạ mà nhớ lại cái hạ mà năm 2009, 2010 đó, quý vị sư có biết là ở đây có Đức Pháp Trang nè, đó có mình sư với đại Đức Pháp Trang thôi. Rồi lúc đó mà sư mới trở về chùa Tứ Phương Tăng đó, phải chống hai cái nạn đi, đang cái thời gian mà tập đi thì đi đâu có được xa. Rồi sao, rồi đâu phải mình lúc đó mới tập đi trở lại, đâu phải lại trời ơi, có những bữa rồi nó bị sưng, bị đau từ ở ngay cái cốc mà đi xuống nhà ăn đâu có nổi đâu. Đó, phải nhờ Đức Pháp Trang nấu xong rồi còn phải bưng lên tóc để ăn nữa. À, thì có những cái giai đoạn đó, nó rất là khổ, là chúng ta phải nương tựa, phải nương tựa vào những người bạn, những cái điều kiện ở xung quanh mình. Nhưng mà chúng ta phải có cái sự nỗ lực, chứ không phải mà mình nương tựa, mình cứ nương tựa hoài đâu có được, thấy không? Khi mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta phải nương tựa vào sự dưỡng dục của cha mẹ. Rồi chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta phải tự lập, phải vươn mình ra, phải học nghề này nghiệp nọ, phải làm lụng để nuôi sống bản thân. Chứ không lẽ mình cứ nương tựa vào cha mẹ hoài. Bây giờ mình còn nhỏ, mình sơ cơ mới tu thì phải nương tựa vào thầy tổ, bạn bè, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhưng mà một lúc nào đó rồi mình phải tự lập, mình phải đi trên chính cái con đường đi của mình, mình phải đi bằng chính đôi chân của mình, mình sống với cái trí tuệ của mình, chứ mình phải nương tựa mãi vào người khác được. Có những lúc mình cũng phải là cái chùm gửi, nhưng mà có những lúc mình phải tự vươn mình, đứng lên, đứng vững vàng bằng chính đôi chân, đứng vững vàng bằng chính cái bộ rễ của chính mình, chứ không phải mình cứ bám níu mình nương tựa vào người khác hoài được. Thành ra đó, trong cái câu mà Đức Phật nói á, con đường độc đạo, ê cá giá ngô mắt cô, con đường này là con đường đi một mình, con đường chỉ có một con đường độc đạo duy nhất, không có con đường nào khác. Chúng ta phải hiểu rồi, bây giờ mình học pháp thì phải có thầy tổ, có bạn bè, và phải có nương nhờ vào tam tạng kinh điển kinh sách, nương tựa vào các cái thiện pháp, bố thí trì giới tham thiền tu tiến cung kính phục vụ. Nhưng mà đó, khi mà đi vào cái pháp hành rồi, trên cái con đường này á, cái vị hành giả đi một mình, không có ai đi chung mình á, mặc dù là ngồi ở trong trường thiền ngồi gần nhau đó, nhưng mà sao, đề mục ai nấy hành, cái niệm cái tuệ của ai thì nấy biết nấy hành. Cái vị kế bên không có hành thế giùm cho mình được, mà mình cũng không có hành thế giùm cho cái vị kế bên được. Cái niệm, cái tuệ, cái tình tấn là của mình. Chính mình đi trên cái con đường này để mình tới cái sự giải thoát, không ai giúp mình được hết. Đức Phật Ngài chỉ hướng dẫn, chỉ dạy cái cách thức thôi. Còn sự thực hành là mình phải tự mà nỗ lực. Cho nên á, rồi mình phải buông bỏ hết. Đó, giống như hồi nãy chị nói đó. Chứ mình đừng
Đức Phật nói khi mà mình đạt tới cái đờ bờ bên kia rồi á, thì cái chiếc bè mình phải bỏ, mình nó vác lên chỉ cho nó nặng, phải không? Chánh pháp, lúc đầu mình phải nương tựa vào chánh pháp để mình tu học, để mình có trí tuệ, để mình có hiểu biết, để mình phân biệt, để mình chuyển hóa. Nhưng mà đó, mình không có ôm đòn cái kiến thức, cái trí văn mình học hoài, rồi mình cứ ngồi đó mình phân biệt, mình chia chẻ, tâm tham như thế này mười mấy sở hữu, tâm sân như thế này mười mấy sở hữu, tâm đại thiện như thế này mười mấy sở hữu, hợp trí ly trí. Khi mà mình đi vào pháp hành rồi, mình gạt bỏ hết tất cả những cái này, những gì nó đang xảy ra, đối tượng đang sanh đang diệt, mình biết rõ trạng thái tâm của mình lúc đó như thế nào, biết rõ nó sáng suốt, nó tinh tấn, hay là nó lờ mờ, nó uể oải, nó nỗ lực nhạy bén, hay là nó co rút. Mình biết cái này là mình phải nhận thức lúc đó, phải nhận thức ngay giây phút đó, không có qua cái suy tư, cái so sánh, cái phân tích biện biệt vậy đó. Đó thành ra đó, thành ra lúc đó đó là sao, mình đi một mình, ta đi với nghiệp của ta, không ai đi chung với mình nữa đâu, người ta chỉ hướng dẫn, Đức Phật chỉ dẫn, nhưng mà đó mình phải tạo, mình phải hành, thì mình mới đạt đến cái kết quả. Cho nên á, có những lúc chúng ta phải nương nhờ với bạn bè, với thầy tổ, nương nhờ với cộng đồng. Nhưng mà có những lúc mình phải từ bỏ, không, chứ không phải mình cứ dính mắc với trong cái quyến thuộc hoài, hay là với bạn bè hoài cũng được, nhớ đó. Thành ra đó, trong một cái bài kinh á, các cái vị tỳ kheo đi vô trong cái khu rừng đó đó tu tập, thì các ngài thỏa thuận với nhau đó, ngoại trừ ra cái giờ mà thí chủ người ta đem vật thực đến người ta cúng dường á, thì tụ tập lại để mà thọ dụng cái vật thực của thí chủ. Nhưng mà khi mà thọ dụng vật thực là phải trong cái chánh niệm. Rồi sau đó đó thì mỗi vị ở mỗi cội cây, mỗi cái gốc, mỗi cái tịnh, mỗi cái cốc, cái liêu riêng để mà lo nỗ lực tu hành. Thành ra dân làng khi mà đem vật thực vô cúng, tưởng đâu là mấy vị này bất quả nhau. Sao mà khi có cái đánh cái cản rồi á, thấy mỗi người đi mỗi ngã, tụ tập lại cái trai đường, không biết. Rồi mấy hỏi thì các ngài nói là vì muốn nỗ lực tu tập cho nên là đã thỏa thuận với nhau, ngoại trừ cái giờ ăn hoặc là có vị nào bị ốm đau bệnh tật thì lên tiếng, còn không á thì mỗi vị ở tách biệt riêng để lo nỗ lực thực hành pháp đó. Cho nên á là chúng ta phải hiểu là có những lúc mình cũng phải cần, có những lúc khi nào mình cần thì mình phải có cái gậy hay cái nạn để
nương tựa nó để vượt qua cái bệnh tật. À, nhưng mà khi mà mình vĩnh vàng rồi thì phải bỏ. À, chứ mình đừng có ỷ lại vào cái nạn cái gãy hoại rồi nói thôi vậy được rồi, à, đi tới luôn vậy được rồi nha. Đó, thành ra đó chúng ta phải có sự cố gắng nỗ lực, à, phải vượt lên nha, phải vượt lên chính mình. À, đó, mình phải vượt lên, từ bỏ cái gì, cái phiền não, cái trông chờ vào người khác, à, cái bám níu vào tài sản thân bằng quyến thuộc, à, rồi vượt lên tất cả những cái kiến thức. Khi mà mình chấp thủ vào cái tri kiến, tôi biết như thế này, tôi hiểu như thế kia, rồi mình dính mắc vô đó hoài á, thì làm sao mình tiến bộ được? Mình phải từ bỏ. À, cho nên á, là Đức Phật mới dạy là khi mà chúng ta muốn đạt được những cái gì cao hơn, à, thì chúng ta phải có sự nỗ lực và gì là từ bỏ những cái dính mắc thấp thỏi, thì chúng ta mới được sự tiến bộ. Thấy không? Bây giờ á, mình nghĩ là trời ơi, bây giờ tôi trong trường tiểu học này tôi học lớp 5 là cao nhất rồi đó. À, thôi, tôi học tới đây là đủ rồi. À, tôi học tới cái lớp 5 là cao nhất rồi. À, tôi ở đây hoài. Thì sao? Mặc dù mình học cái lớp cao, nhưng mà điều cái mình học ở cấp 1, ở tiểu học, mình phải từ bỏ cái cao nhất của cái tiểu học, cái cấp 1 nè, để mình mới bước lên được cái cấp 2 trung học. Không? Đó, rồi mình học lên tới lớp 9 là nó cao nhất của cái trung học, cái cấp 2 rồi. Sao? Mình phải bỏ cái lớp 9 để bước qua cấp 3. Đó, cứ như vậy. À, mình phải bỏ những cái chấp thủ, những cái tri kiến, à, thấp thỏi, để mình được cái hiểu biết cao hơn, sâu hơn, rộng hơn. À, còn mình cứ mình chấp thủ, mình dính mặt hoài thì mình nghe dậm chân tại chỗ. Không? Thành ra cái câu chuyện mà cái con rồng đó, ở dưới cái khúc sông đó, nó tu 20.000 năm rồi mà nó là con rồng, nó thành con rồng hoài, nó không thành cái gì hết. Thì cái vị đó mới nói sao? À, tại vì mày còn tham mà không chịu bỏ cục ngọc. Mày cứ ngậm cái cục ngọc ở trong miệng mày hoài, mày không chịu bỏ, thành ra là con rồng, cứ thành con rồng hoài. Chừng nào mày từ bỏ cục ngọc ở trong miệng mày đó thì mày mới tiến bộ. Không, cái nó nghe vậy nó thức tỉnh, nó nhả ra, nó bỏ cái cục ngọc đó, thì nó mới giải thoát. À, còn mà cứ chấp thủ, cứ không, cục ngọc này quý lắm, cục ngọc này là khó tìm lắm, cứ ôm dính mắt cái cục ngọc hoài, thành ra là con rồng cứ nằm ở dưới bờ sông nó hoài. Nhớ đó, thành ra là chúng ta phải hiểu biết vậy đó. Nè, có những lúc chúng ta cũng phải nương nhờ vào quyến thuộc, vào thầy tổ, vào bạn đạo để mình tu tập. Nhưng mà đó, có những lúc mình phải đi đến một cái nơi nào đó, à, để mình nỗ lực mình tu tập. Hay là đó khi mà mình thực tập, mình đi vào pháp hành, à, mình quán sát, thì mình hành có mình thôi, à, không ai hành thế cho mình được.
mà mình cũng không hành thế cho ai được. À, công việc của mình là mình phải làm. À, cái trí tuệ, cái kinh nghiệm là của mình. À, sư chia sẻ, à, sư chỉ dẫn giải thích cho quý vị. À, quý vị nghe như vậy sao? Cái kinh nghiệm, cái hiểu biết, cái trí tuệ là ở sư. À, còn quý vị nghe mà nếu mà quý vị nhận lấy rồi quý vị suy tư, quý vị thực hành thì cái đó là cái kinh nghiệm, cái trí tuệ à, của quý vị. Thấy không? Sư không hành thế cho quý vị được. À, sư chỉ chia sẻ, giảng giải, giải thích thế này thế kia, chỉ dẫn vậy thôi. À, mà nếu quý vị thực hành thì lúc đó là mới kinh nghiệm, hiểu biết, trí tuệ mới của quý vị. Không? À, có những lúc à, chúng ta cũng phải nương nhờ à, những cái điều kiện, hoàn cảnh à, xung quanh à, thân bằng quyến thuộc, tài sản. Nhưng mà có những lúc mình cũng phải từ bỏ hết, gạt bỏ hết à, để mà mình nỗ lực, mình tự tìm kiếm à, kinh nghiệm, rồi trí tuệ, rồi sự giải thoát à, cho chính mình à, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui à, tu tập tạo được nhiều tiến bộ. Nếu mà muốn thay giá. Dạ, sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi cô Xích Kim Nhung. Mà con thấy Kim Nhung, con tưởng Kim Nhung cầm mic nên con lại đọc trang chậm chút. Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiên Vũ. Mà con đã thấy Kim Nhung chắc lên rồi. Dạ cảm ơn chị Tina. Dạ Tina ơi, có câu hỏi gì không? Thiên Vũ ơi, có câu hỏi gì không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Bài học ngày hôm nay nó rất là ngắn gọn, mà không có ngài giải thích thì chắc mình đọc mình không thể nào hiểu nổi đâu quý vị. Chỉ có sư giải thích thì ra thì mình mới có hiểu được chút chút, chứ còn nếu không thì không thể giải thích, không thể nào hiểu nổi. Nguyên Tịnh ơi, Nguyên Tịnh còn trước máy phải không? Cho một câu hỏi đi rồi có thể đi ngủ. Nguyên Tịnh ơi, trà thu mời Nguyên Tịnh nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sanh Ca Gia. Hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ bây giờ đỡ hơn chưa? Tiền đã mở rất là lớn. À dạ, kính tri ân Nhật Hà. À chưa được nữa hả Xích? Lớn lắm rồi đó. Tại vì ở bên Nguyên Tịnh giờ này buổi tối đó 12:46, và con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Và nãy giờ con nghe con rất là xa thú những điều giảng dạy của ngài, của sư. Và sư, con có như có nhiều người con không biết là do cái thiếu phước hay là một cái kiếp nào mình không có tạo được cái nhân duyên để từng để được tiếp nhận được cái giáo pháp. Như con thấy có rất là nhiều người
chùa và vẫn thường tiếp xúc với những người Phật tử, nhưng mà cũng nghe pháp, nhưng mà lại có một cái không cái cái chánh tín, mà lại có cái tà kiến bạch ngài, thì con không hiểu tại sao họ lại bị như vậy. Do là cái người ta không có chịu tìm hiểu, hay là do người ta thiếu cái phước bạch ngài bạch sư? Con kính thỉnh sư giảng giải cho con thêm cái điểm này. Cũng thường tiếp xúc với những người có một cái đi theo chánh pháp, nhưng mà ngược lại người thân hoặc là những bạn bè bạn đạo cũng lâu năm với nhau, nhưng mà khi một thời gian dài thì mới biết là họ đi sai đường, thì con không biết là lý do tại sao. Dạ, con kính dâng bích đến sư, con Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Thì thật sự ra đó, cái mà tà kiến này đó, nó rất là sâu nặng. Nếu mà cái chúng sanh đó mà không có trí tuệ, không có hiểu biết, không có nhân duyên thì vô phương. Thành ra đó, trong Pháp Cú Kinh Đức Phật nói cái điều mà cha mẹ thân bằng quyến thuộc không thể làm được, tâm hướng chánh làm được, tức là gì? Cái người này phải có nhân duyên, rồi phải khởi lên cái gì như hồi nãy chị nói đó, phải có khởi lên cái chánh tín, cái tìm hiểu, rồi từ đó là mới tìm cách để mà thoát ra được. Còn cái người này mà không có cái nhân duyên, không có trí tuệ thì thôi, chịu thua. Thành ra đó, quý vị thấy rằng á, không phải là chỉ những cái người mà văn hóa học thức học vị thấp mà họ mê lầm tà kiến. Những người mà có cái địa vị, cái học thức rất là cao, nhưng mà họ vẫn tà kiến như thường. Quý vị nhớ là trong cái thời điểm mà năm 2000 nó xảy ra một cái vụ mà tự sát tập thể. Mà quý vị biết rằng á, những cái ông này đâu phải, những cái gia đình này đâu phải là nghèo khổ mà ấy đâu gì. Những vị mà kỹ sư bác sĩ không nhưng mà họ theo một cái tà giám. Thì cái ông giáo chủ đó, ông nói rằng cái năm 2000 đó, là những người nào mà chết trong cái năm 2000 này nè sẽ được lên thiên đàng. Thì những cái ông này đó, ông nghe theo, đem tài sản đồ hiến hết cho giáo hội, phải không? Uống thuốc độc, tự sát nguyên cả gia đình, mà không phải một gia đình, hàng mấy chục gia đình như này đó. Thành ra sao cái si mê lầm tà kiến này nó rất là sâu nặng. Cho nên là quý vị thấy rằng rất là may mắn,
mười mấy người trong đây, cái vị, 20 vị ở trong đây nè, là ngay giây phút này đó, chúng ta có nhân duyên, chúng ta mới hiểu biết, mới cái tầm hướng chánh nó dẫn dắt mình đi tìm hiểu cái chánh pháp để mà mình thoát ra. Ngay giây phút này, ngay trong đời sống hiện tại này, nếu mà mình còn dính mắc, mình còn chấp thủ, mình còn mê lầm tà kiến, thì cái mê lầm tà kiến này nó còn kéo dài trong nhiều kiếp sống nữa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị quan hỷ thông cảm, bị rớt mic, mới lượm lại được. Thời tiết mấy ngày nay thì mưa gió bão bùng nhiều quá, thành ra có những lúc cái đường truyền nó không có được ổn định, xin đạo tràng quan hỷ thông cảm. Cho nên đó là chúng ta cái mê lầm tà kiến này đó, nó rất là sâu nặng. Thành ra đó, mỗi người mình phải cố gắng, mình nỗ lực để mình thoát ra. Chỉ có chính mình làm cái điều này. Cho nên đó là hồi nãy mà cô Kim Nhung nói là mình phải như độc giác ra đi là vậy đó. Bây giờ nếu mà mình cứ sống trong cái gia đình với một cái hội chúng tin vào một cái điều đó, thấy không? Mà nếu mà mình không tự thoát ra, mình ra đi một mình thì làm sao mà mình giải thoát? Và quý vị thấy rõ ràng, khi mà Bồ Tát thực hành cái pháp môn mà khổ hạnh á, tại vì hồi đó cái thời kỳ đó người ta tin tưởng như vậy, tu cái khổ hạnh á thì mới đi đến nơi giải thoát. Cho nên là người ta cứ tin vào cái điều đó. Khi ngài biết được, ngài từ bỏ, thì năm vị bạn đạo Kiều Trần Như, những cái vị mà ở cùng tu tập với Bồ Tát á, thấy nói vậy thôi Sa môn Gotama là thối chuyển rồi, ổng không còn thực hành nữa, thì mấy vị này bỏ Bồ Tát, mấy vị này đi đó. Thì sao?
Bồ Tát quyết chí bây giờ á, mình đi theo cái con đường của mình. À, tại vì người ta không hiểu được. Bây giờ làm sao mà Bồ Tát có thể giải thích cho năm vị Kiều Trần Như được. À, cho nên bây giờ á, là mình đi theo cái con đường của mình thôi. Còn nếu mà bây giờ mình dính mắc với hội chúng, à, không được, tu mình tu không được. À, mình phải ở chung với bạn đồng đạo rồi kia nọ mình mới tu được. Thì sao? Thì mình đâu có đi theo cái con đường của mình được. À, cho nên á, cái con đường này đó, mình phải đi. À, có nhiều lúc mình phải đi một mình không đi chung với ai được hết. Mà không ai đi chung với mình được. À, cho nên á, cái hiểu biết, à, chúng ta muốn thoát khỏi những cái tà kiến thì mình phải tự đi con đường của mình. À, còn mấy vị đó là các sĩ, bác tiến sĩ, rồi bác sĩ, kỹ sư gì đó, nhưng mà họ là cái học vị đó của thế gian. À, dầu là bác sĩ, tiến sĩ đi chăng nữa đó, họ vẫn còn tà kiến như thường. Chứ không phải họ là bác sĩ, tiến sĩ rồi họ có cái chánh kiến đâu. À, cho nên á, là cái chúng ta phải phân biệt được cái nào là đạo, cái nào là đời. Cái học vị đó, cái bằng cấp đó, nó chỉ có giá trị ở thế gian. Nà, chứ còn mà đi vào cái chánh pháp đó, nó không có nghĩa lý vậy. Nà, mà cái gì dù cho không có một cái bằng cấp nào hết, à, không có qua trường lớp nào, không có học lớp nào đó, nhưng mà có sự nỗ lực, có sự tu tập đạt đến các thần thánh hữu học, đạt đến thánh lậu tận, thì cái vị đó là cái vị mà Đức Phật gọi là bậc thiện trí, hay là bậc thánh nhân. À, chúng ta phải hiểu như vậy ra, từ đó mà chúng ta có sự nhận thức, cố gắng nỗ lực để tu tập và hiểu biết, để chúng ta đi trên cái con đường mà mình lựa chọn với trí tuệ, với chánh tín, với hiểu biết, để chúng ta cố gắng có sự nỗ lực hay là chánh tinh tấn để đạt được những cái kinh nghiệm, những cái điều tốt đẹp ngay trong đời sống này, ngay trong hiện tại này. Và chính những cái sự nỗ lực này nó là những cái căn bản, những cái tiền đề hay là nhân, là duyên cho những cái kiếp sống tương lai. Và xin giải đáp cái câu hỏi của cô Tina, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, có nhiều sự tinh tấn, mặc dù đi làm bây giờ thì thời gian cũng rất là khuya, nhưng mà cũng có sự nỗ lực học tập này. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Sa thứ, dạ con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Con qua một cái bài giảng của sư hôm nay thì con thấy là chúng con rất là còn được may mắn được gặp chánh pháp, luôn được nghe những lời sách tấn của quý sư quý ngài. Và con nhớ là khi mà con chập chững, con mới tìm để học đó, thì rất là gian trưng, và con lại rất là hoang mang. Lúc đó con hoang mang lắm, con nói không biết cái nào đúng, cái nào sai.
thì lúc đó con chỉ là đang ở bên Bắc Tông. Và con trạng thái của con lúc nào cũng là sợ hãi. Nhưng mà từ khi con được tiếp cận và con đến với Nam Tông và luôn được nghe Phật tử biết sư giảng là Phật tử phải giữ giới như thế nào, phải thực hành pháp như thế nào, thì dần lúc đó thì con cảm thấy con trong tâm con mạnh mẽ hơn. Và khi con nghe những cái điều gì đó thì tâm con có đủ cái phần nào sáng suốt để con biết cái này đúng hay là sai. Và mỗi lần khi mà con thấy có những cái người đồng bóng, người ta hay đến, người ta muốn áp nít với con, thì con chỉ nhìn thoáng qua một cái thôi thì tự nhiên con rợn hết cả người. Con không sợ hãi, nhưng mà con rợn lên, tự nhiên con như là con không tiếp cận được. Con thì từ xưa giờ nay thì con không bao giờ con tin vào những cái điều mà đi coi bói. Nhưng mà về cái hiểu Phật Pháp ngày lúc trước của con thì con chưa biết. Nhưng nên bây giờ thì con thấy rất là may mắn. Rất là may mắn là được biết đến chánh Pháp. Về con trong cái bài giảng của sư thì con đang còn thắc mắc. Nhưng mà cái câu hỏi của con nó đi lòng vòng lắm. Con chưa định được cái câu hỏi của con là cái mà khi mà mình vun đắp cái sự hiểu biết, hướng tới tìm hiểu học để có một cái sự hiểu biết và dùng cái suy tư để mình biết cái đó đúng hay sai, thì từ lúc đó mình sẽ phát ra có một cái trí tuệ hiểu biết. Và ý con muốn hỏi là khi mình có một cái trí tuệ hiểu biết, khi gặp một cái vấn đề, cái chuyện gì đó, thì tâm không còn là lải nhải, lặp đi lặp lại cái này đúng hay cái sai nữa, mà mình phải biết chính xác ngay lập tức cái điều này có nên tiếp tục làm hay không, là trong tâm nó có một cái sự trả lời liền. Và ý con nói, muốn biết là làm thế nào khi tâm mình nó có một cái định lực mạnh do qua nhờ cái tư duy của mình thôi, hay là muốn cho cái tâm nó có một cái năng lực mạnh thì phải cộng thêm cái sự phối hợp của cái thiền. Thiền là không phải là muốn cho mình có được một cái giải thoát gì hết, mà con nghĩ là do mình làm việc, mình hoạt động quá nhiều thì mình chưa kiểm soát được nổi cái tâm của mình. Thì sau những cái giờ làm việc đó thì ngồi xuống để mình nhìn rõ vào cái nội tâm mình hơn, là những cái tâm gì nó sanh khởi lên, sân hận hay là còn bất tội ý, những cái gì nó vi tế nó sanh khởi lên. Thì ngay lúc đó mình ngồi thì mình dễ nhìn nhận ra mình hơn. Thì có phải phối hợp hai thứ này luôn phải không thưa sư? Con kính thỉnh sư chỉ cho con thêm là do cái làm thế nào để cho cái năng lực tâm mình nó sắc bén và nó có lực mạnh nữa. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì khi mà chúng ta có sự hiểu biết, nhưng mà cái trí tuệ mình lúc đó nó chưa đủ mạnh,
À, chúng ta chưa có phân biệt một cách là rõ ràng. À, nó nhiều khi á, nó còn mù mờ. À, tại vì hồi đó giờ mình ở trong cái mê lầm mà mình mới vừa thoát ra, giống như cái người mà bị hôn mê đó, giờ mới tỉnh lại. Khi mà họ mới vừa tỉnh lại, họ mở mắt ra đó, thì họ nhìn cái cảnh vật nó chưa có rõ, họ chưa có phân biệt rõ ràng về màu sắc, về người này là cái người nào, người thân của mình hay là bác sĩ hay là y tá, họ chưa có phân biệt rõ. À, nhưng mà khi mà họ định tĩnh rồi đó, họ có trí tuệ rồi đó, hiểu biết đầy đủ rồi, rõ ràng rồi đó, thì họ mới phân biệt, à, đây là người thân của mình hay là đây là cô y tá, đây là bác sĩ gì gì đó. À, thấy không? Thì cũng vậy. À, quý vị thấy rằng có những cái dụng cụ để mình thấy cái cảnh nó được rõ ràng hơn, mình phân biệt nó rõ hơn. Ví dụ như cái người mà lão niên thì họ phải đeo cái kính nhìn xa, viễn thị. À, những cái người mà còn trẻ đó, mà họ bị bệnh thì họ phải đeo cái kính cận thị thì họ mới thấy rõ được. À, rồi những cái người mà họ làm ở trong phòng thí nghiệm ấy, họ phải có những cái dụng cụ, những cái công cụ để thấy được cái con virus, con vi trùng. À, đó thì cũng vậy, chúng ta phải có cái pháp kính. À, thì Đức Phật đã dạy mình rồi. À, giống như cái nước biển vậy đó. Cái nước biển thì nó chỉ có một vị mặn. À, còn giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị là giải thoát. Vậy rồi. À, thành ra đó, mình phải có cái pháp kính này, mình phải có trí tuệ để mình thấy được cái nào là chánh pháp, cái nào là tà pháp. Nha. Bất cứ những cái pháp nào mà nó dính mắc, nó ràng buộc, là cái đó là không phải pháp của Đức Phật. Nha. Chúng ta sống thuận pháp, tùy pháp, à, thì nó giải thoát ra chứ gì đâu. À, chứ còn nếu mà mình cứ phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, à, là cực đoan. À, còn đi trên cái con đường trung đạo, thuận pháp, tùy pháp, à, khi nào mình khỏe, à, sức khỏe đầy đủ, có điều kiện, à, thì mình ngồi thiền. À, còn bây giờ mình bệnh, à, mình nằm, nhưng mà mình giữ tâm chánh niệm tỉnh giác rõ ràng là mình cũng đang hành thiền, chứ không phải ngồi thiền mới là tu tập. À, mình nằm mình cũng tu tập được, mình đang làm mình cũng tu được, à, mình đang nói mình cũng tu tập được. À, bất cứ mỗi trong cái giây phút nào, à, mỗi trong cái hoài nghi nào mà chúng ta sống đầy đủ với chánh niệm tỉnh giác, với trí tuệ hiểu biết rõ ràng đối tượng, là lúc đó là mình tu. À, thành ra đó, à, chúng ta không có nhất thiết là cái pháp môn nào, không nhất thiết ở cái hoài nghi nào, à, mà tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, à, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. À, đó,
chúng ta lựa chọn cái phương pháp phù hợp để chúng ta nỗ lực tu tập là được. Mình đừng so sánh, mình đừng dính mắt. Tại vì có nhiều khi mình so sánh sao là cái tưởng nó làm việc, rồi nó suy luận, nó biện bạch thế này thế khác, cho nên là nó sẽ bị lệch lạc. Còn với trí tuệ để mình phân biệt, nếu mà cái này nó dính mắt thì không phải pháp của Đức Phật. Pháp của Đức Phật là tùy thuận pháp, sống tri túc đầy đủ mà hiểu biết đó. Thì như vậy thì mình sẽ đi theo cái con đường đó. Còn những người mà người ta nói bây giờ cái con đường này, cái phương pháp này nè, cái thế này nè, phải hành như thế này, cái kích thích như thế này thì nó mới đúng, nó mới trơn chánh. Nhưng mà sao mình dính mắc vào đó, phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, nó là cực đoan. Mình phải từ bỏ vậy đó. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải có cái nhận thức về cái lời dạy của Đức Phật. Điều gì đem đến cái an tịnh nhẹ nhàng, không có dính mắc với bất cứ một cái gì hết, thì đó là chánh pháp. Còn phải ràng buộc, còn phải dính mắc thế này thế khác là phiền não, là còn khổ đau. Vậy đó, mình phải hiểu biết như vậy, phải có cái trí tuệ mạnh mẽ, nhạy bén để mình thấy được, thì mình sẽ nỗ lực tu tập, có tiến bộ, có sự an vui. Còn nếu mà mình chưa hiểu biết, mình chưa nhận thức được rõ ràng, thì có đôi lúc mình còn hoài nghi, mình còn phân vân, rồi cái sự tu tập của mình nó không có được sự tiến bộ. Và xin giải đáp cái câu hỏi của cô Nguyên Tịnh. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Thầy. Dạ, sa thủ lành thai, con thấy Nguyên Tịnh là tri ân sư và đạo tràng cũng kính tri ân sư, và con cũng tri ân sư rất là nhiều đã giảng dạy câu hỏi của Nguyên Tịnh để cho chúng con được học, và cảm ơn câu hỏi của Nguyên Tịnh. Dạ, bây giờ thì đạo tràng còn vị nào có điều chi thắc mắc nữa không, xin đưa bàn tay lên để coi có ai không. Dạ, sa thú bằng tay Huynh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Thanh, Sư Pháp Trang, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa Sư, trong cái bài hôm nay Sư giảng có cái câu mà người ái lạc Niết Bàn đó Sư. Thì cái chữ Niết Bàn ở đây có thể hiểu là một cái trạng thái mà chánh niệm tỉnh giác mà cái người cư sĩ tại gia và người xuất gia cũng có thể đạt được trong cái cuộc sống hàng ngày. Và những cái trạng thái này cũng có thể được xem như là mình gom góp lại để làm một cái nền tảng cho một cái đại niết bàn trong ngày vị lai, để có thể bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi. Dạ, con xin sư giảng rõ hơn điểm này. Dạ, con xin cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá.
Thì lúc đầu đó mình phải nương nhờ vào cái hoài bão, cái mong muốn để mà mình tìm kiếm. Nhưng mà để mà đạt được á, thì mình phải từ bỏ. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị thấy rằng những cái quả tiễn, những cái tên lửa để mà nó đưa những cái vệ tinh, những cái trạm không gian đó lên vũ trụ đó, lúc đầu á là sao, người ta phải nương nhờ vào cái sức đẩy, nhờ cái sức đẩy của cái quả tiễn, cái tên lửa đó, để thoát ly cái lực hút của cái quả địa cầu, phải không? Cái sức đẩy này nó phải thấp cầm mạnh. Ví dụ như một cái vật dụng đó, nó khoảng chừng 5 kg thôi, nhưng mà để thoát được cái lực hút của cái quả đất này đó, là nó phải có một cái lực mạnh mẽ khoảng chừng đối nghịch đó, cái lực đối nghịch nó phải cỡ 50 hoặc là 500 mới đẩy cái vật này đó, thoát được cái lực hút của cái quả đất. Thì lúc đầu là phải nương nhờ vào cái lực đẩy này nè để đạt đến. Nhưng mà khi mà cái này nó đi vào cái vùng mà coi như là không trọng lực rồi đó, nó lơ lửng rồi thì thôi, người ta không sử dụng cái lực đẩy nữa, để nó nằm yên ở chỗ đó. Nó treo lơ lửng ở đó, nó không có rớt vô đâu rồi. Thì chúng ta giống như bị cái lực hút của phiền não, của tham sân si, nó kéo chúng ta vào cái cảnh khổ. Mà bây giờ sao, chúng ta muốn thoát cái lực hút này của phiền não thì chúng ta phải có sự nỗ lực của cái gì, của chánh kiến, của chánh tinh tấn, của chánh trí tuệ. Để gì? Phải để thoát ra nó. Nhưng mà lúc đầu là mình phải muốn có được cái này đó, thì mình phải có mong muốn, phải có hoài bão, phải có chí hướng. Nhưng mà khi mà mình đạt được rồi thì những cái mong muốn, cái hoài bão này mình cũng bỏ, hiểu không? Bây giờ mình muốn đạt được đến cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, mình phải có hoài bão, mong muốn, mình kiên trì vậy, mình nỗ lực, mình học. Khi mà mình đạt được rồi thì sao? Mình đã thành tựu rồi, cái quả nó đã thành rồi, thì những cái mong muốn hoài bão là mình bỏ đó. Thì cũng vậy, cái niết bàn á là giống như cái trạng thái mà không trọng lực vậy, không có dính mắc vô đâu đó, nó lơ lửng như thế. Bây giờ muốn đạt được cái này á, mình phải có cái hoài bão chí hướng thật mạnh mẽ đó. Thì lúc đầu là gì, mình phải mong muốn, mà mong muốn là gì, là phiền não, còn tham đó. Cho nên là Đức Phật giải thích là cái lúc đầu đó mình ái vào, mong muốn vào cái trạng thái an lạc của Niết Bàn để mình ráng nỗ lực tu tập. Nhưng mà đến khi mà mình đạt được cái Niết Bàn đó, thì cái lạc này đó, mình cũng bỏ luôn, cái mong muốn này mình cũng bỏ luôn, thì mình mới được giải thoát mọi khổ đau. Thành ra đó, có nhiều người tu tập, trời ơi chán quá, tôi tu hoài mà sao tôi không thấy Niết Bàn, tại vì mình chưa bỏ được, mình còn dính mắc cho mình khổ đau. Chừng nào mình thoát khỏi cái mong muốn an lạc của Niết Bàn á, thì lúc đó mình mới giải thoát.
À, thành ra cái nó cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải thấy nè. Đó. Khi mà mình ráng nỗ lực tu tập là cái công việc của mình. À, còn mà đạt đến cái niết bàn đó là cái công việc của pháp bảo. À, mình đừng có mong cầu. À, mình đừng có còn phải thế này phải thế kia để đạt được niết bàn thì mình còn khổ đâu. Mà mình biết à, bây giờ mình cứ ráng cố gắng nỗ lực thực hành cái bổn phận của mình. À, còn cái việc mà đạt đến cái trạng thái niết bàn là cái đó đến khi nào nó đầy đủ à, thì nó sẽ đạt đến. Cái công việc đó là cái công việc của pháp bảo. Bây giờ mình muốn đạt được đến cử nhân, đến à, tiến sĩ thì mình ráng mình nỗ lực mình học đi, rồi mình dự kỳ thi mình đầy đủ điểm thì mình sẽ đạt đến. Thế còn bây giờ mình học rồi mình cứ lăn xăng mình lên mình chạy họ lên mình hỏi ông thầy, mình hỏi ban giám khảo chứ câu chừng nào tôi cấp cái chứng chỉ, cái cấp bằng cử nhân, cái cấp bằng cái thạc sĩ, cấp bằng tiến sĩ cho tôi, làm sao ông thầy ông giám khảo ông giải đáp được. Cái sự nỗ lực của chính mình rồi qua cái khảo thí, mà nếu mà mình vượt qua, mình đủ điểm thì mình sẽ được cái người ta chứng nhận, người ta cấp cái bằng cho mình. Nếu giờ hỏi làm sao mà ông có biết lúc nào đâu mà giải thích. Không? Có nhiều người học 4 năm lấy bằng cử nhân, nhưng mà nhiều khi nó bị chướng ngại về điều kiện, về sức khỏe rồi đó. Có nhiều người 6 năm, 7 năm mới lấy cái bằng cử nhân sao? Nó thì đâu có biết được cái nhân duyên của mỗi người. À, thành ra giờ chúng ta cứ nỗ lực, cố gắng à, thực hành cái bổn phận, cái nhiệm vụ à, của mình. Rồi khi nào nó đầy đủ và đủ các điều kiện, à, các pháp độ, rồi trí tuệ, rồi kia nọ nó chín mùi, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt đến. À, cho nên là chúng ta phải nhớ như vậy. À, lúc đó là chúng ta không có mong cầu niết bàn nữa. À, thì lúc đó mới giải thoát mọi khổ đau. À, còn mong cầu là còn khổ. Vậy đó, nhớ kìa. Thì à, đến đây thì thời gian cũng vừa phải lẽ. À, với phước báo này thì cũng xin cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang. À, chúc quý tôn nữ và quý phật tử có được sự hiểu biết, à, có niềm tin, trí tuệ, có sự nỗ lực tinh tấn để tu tập, để thực hành các pháp ngay trong đời sống hiện tại. À, cầu mong quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, và cầu mong tất cả chư thiên hoan hỷ với phước báo. À, cầu mong tất cả chúng sanh thoát khỏi những khổ đau, bệnh tật, những tai ương. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh hoan hỷ sám hối, và sư xin tụng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy cũng như thảo luận những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con hiểu biết thêm về lễ Thế Tôn dạy để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Thiện Vũ Christina cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh
sám hối sau khi thính pháp á. Uất tâm ăn ghê na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tâm ăn buột thể vô kha li tổ đô sơ buột thô tham mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vanh đề hăng thầm anh cha đức vi thân hòa răng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô thầm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vi thoát tâm ăn sẵn khê vô khả đi tổ đô sâu sẵn khô khăm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc trước cho đạo tràng, con thành kính dâng mít đến sư ạ. Dạ con thỉnh sư cầm mít bà sư. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa con nghe thành kính cung thỉnh sư cầm mít ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cha Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn huynh Giang Nhật Hà. Dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng. Không biết sao mà sư không cầm được. Dạ con một lần nữa con thỉnh sư, sư có nghe được âm thanh sư, con sư cho con một tín hiệu bạch sư. Dạ cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh.